Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Khi một người nào da trên mình nổi sưng, một lở hoặc một đếm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phun, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng vít ở trên da thân người. Nếu lông vít đó đã trở thành trắng và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phun, thầy tế lễ kháng rồi sẽ định người này là ô uế. Còn nếu có một đếm trắng trên da thân người, đếm không sủng xuống sâu hơn da và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người. Nếu vít đó ngừng lại không ăn lan trên da thì phải giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ sẽ kháng người lại. Nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế lễ sẽ định người đó là tinh sạch, ấy là một lỡ mà thôi. Người đó phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định là tinh sạch, một lỡ còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu một lỡ đã ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Khi có một vết phung trên người nào thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh sạch, người đã hóa trắng cùng mình nên được tinh sạch vậy. Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ thì người bị ô uế. Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế. Thịt chín đỏ là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi hóa ra trắng thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Và nếu vít đã trở thành trắng thì phải định người có vít là tinh sạch vì đã được tinh sạch rồi. Khi nào một người nào trên da thân mình có một chốc đã chữa lành và tại chỗ một chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đếm trắng hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ kháng cho. Nếu cái đếm hủng sâu hơn da và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vít phung đã lở trong một chốc vậy. Còn nếu thầy tế lễ kháng không thấy lông trắng trong chỗ đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong 7 ngày. Nếu đếm ăn lan trên da thì thầy tế lễ phải định người là ô uế, ấy là một vít phung vậy. Còn nếu vít cầm cự một chỗ không ăn lan ra, ấy là thẹo của một chốc, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi người nào bị phỏng lửa trên da và dấu phỏng là một đếm trắng hồng hay là trắng, thì thầy tế lễ kháng cho. Nếu trong đếm lông trở thành trắng và nếu đếm hủng sâu hơn da, ấy là bệnh phung lở trong một phỏng vậy. Thầy tế lễ phải định người này là ô uế, ấy là một vít phung. Còn nếu thầy tế lễ kháng không thấy lông trắng trong đếm, không hủng sâu hơn da và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người này trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng người. Nếu đếm ăn lan trên da thì phải định người là ô uế, ấy là vít phung. Còn nếu đếm cầm cự một chỗ không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng, thầy tế lễ phải định người là tinh sạch vì là thẹo phỏng lửa. Khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu hoặc nơi râu, thì thầy tế lễ kháng vít đó. Nếu vít hủng sâu hơn da
có lông nhỏ vàng vàng, thì thầy tế lễ phải định người ra ô uế. Ấy là tật đồng đanh, tức là bệnh phung của đầu hay là của râu. Còn nếu khi thầy tế lễ kháng vít đồng đanh, thấy vít không hủng sâu hơn da và không thấy có lông đen, thì phải giam người có vít đồng đanh trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng vít. Nếu đồng đanh không ăn lan ra, không có lông vàng vàng và không hủng sâu hơn da, thì người đó phải cạo gọt, nhưng không nên cạo gọt chỗ vít đồng đanh. Rồi thầy tế lễ sẽ giam người một lần thứ nhì 7 ngày nữa. Đoạn ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng cho. Nếu đồng đanh không ăn lan trên da, không hủng sâu hơn da, thì thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Kẻ bệnh phải giặt áo sống mình thì sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh sạch, đồng đanh lại còn ăn lan trên da, thì thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu đồng đanh đã ăn lan trên da rồi, thầy tế lễ không cần tìm thấy lông vàng vàng, người đã bị ô uế. Nhưng nếu đồng đanh xem bộ ngừng lại và đã lố mọc lông đen, đồng đanh đã lành, người đã được tinh sạch, và thầy tế lễ phải định người là tinh sạch. Khi nào người nam hay nữ trên da thân mình có những đếm trắng, thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu trên da thân người có những đếm trắng xanh, ấy là một đếm trắng lở trên da mà thôi, người vẫn tinh sạch. Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch. Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói tráng, người vẫn tinh sạch. Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vít trắng hồng, ấy là bệnh phung lở ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. Thầy tế lễ phải kháng cho. Nếu nơi sưng của vít trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng hồng giống như bệnh phung tại da của thân người, thì người này bị phung, thầy tế lễ sẽ định người là ô uế, vít người ở nơi đầu. Vả người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo đầu trần, che râu lại và la rằng: ô uế, ô uế. Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Khi nào lên mốc trên quần áo như vít phung, bất luận trên quần áo bằng lông chiên hay quần áo bằng vải gai, trên canh hay trên chỉ bằng gai hoặc bằng lông chiên, trên da hay là trên món nào bằng da, nếu vít đó màu xanh xanh hay đỏ đỏ, trên quần áo hoặc trên da, trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da, thì phải coi như bệnh phung, đem đến tỏ cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng cho và giam món có vít ấy trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, thầy tế lễ kháng vít lại. Nếu vít ăn lan trên quần áo, trên canh hay chỉ, trên da hay trên món chi bằng da, thì phải coi như bệnh phung ăn luồng, món đó bị ô uế. Vậy, người phải đốt quần áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai hoặc các món chi làm bằng da ở trên nó mà đã bị vít, vì là một bệnh phung ăn ruồng, phải thiêu đi. Còn nếu thầy tế lễ kháng chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần áo, trên canh hay trên chỉ hoặc các món chi làm bằng da, thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi, rồi giam nó một lần thứ nhì trong 7 ngày nữa. Khi giặt rồi, thầy tế lễ sẽ kháng lại. Nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra, thì món đó là ô uế. Ngươi hãy đem thiêu đi, vì là một thứ vít mốc ăn vào bề trái hay là bề mặt. Còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế lễ thấy vít đã tái, thì phải gỡ nó khỏi quần áo, da, canh hay chỉ đi. Nếu vít mốc còn ló lên lại trên quần áo, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da, thì phải coi như một vít phung và thiêu món có vít đó đi. Nhưng quần áo, canh hay chỉ hoặc món nào bằng da mà ngươi đã giặt và vít đã lặn rồi, thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh sạch. Đó là luật lệ về vít lên mốc như phung trên quần áo bằng lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ hoặc trên món chi bằng da, chiếu theo luật lệ đó mà phải định là tinh sạch hay là ô uế. Thi Thiên 37. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh.
hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Một chút nữa, kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình và nghiến răng cùng người. Chúa sẽ chê cười nó vì thấy ngày phạt nó hầu đến. Kẻ ác đã rút gươm và dương cung mình, đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đặng giết người đi theo sự ngay thẳng. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, và cung chúng nó sẽ bị gãy. Của người công bình tuy ít, còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa, họ không bị hổ thẹn. Trong ngày đói kém, họ được no nê. Còn kẻ ác sẽ hư mất. Những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con. Chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người. Dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời, vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, và lưỡi người nói sự chánh trực. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề siêu tó. Kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để nhận được đất. Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hòa bình có phước, còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại. Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi, nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Chương 9. Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lũy, hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ôi, ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng, để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ, vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỷ trá.
Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ làm mạnh lớn mà chẳng làm sự chân thật. Bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu. Ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ làm cho tan chảy và thử chúng nó, vì nếu chẳng vậy thì xử với con gái dân ta thế nào? Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy. Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng thâm phạt chúng nó về mọi điều ấy sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước giường ấy sao? Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ sướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì thảy đều bị đốt cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó chẳng còn nghe tiếng bầy súc vật, chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi. Ta sẽ khiến Jerusalem thành ra đống đổ nát, nơi ở của chó rừng, sẽ làm cho các thành của Juda ra hoang vu, không người ở. Ai là người khôn ngoan đặng hiểu những sự này, và miệng Đức Giê-hô-va nói cùng ai để người báo tin? Vì làm sao xứ này bị diệt, bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho, không vâng tiếng ta và không bước theo. Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần ba anh mà tổ phụ mình đã dạy. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và cho uống mật đắng. Ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc trong các dân tộc mà chúng nó và tổ phụ mình chưa từng biết. Ta sẽ sai gươm đuổi theo cho đến chừng nào đã diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hãy lo gọi những đàn bà hay khóc mướn cho chúng nó đến. Hãy gọi những người đàn bà rất khéo cho chúng nó đến. Chúng nó hãy vội vàng vì chúng ta mà than khóc, cho mắt chúng ta rơi lụy, mí mắt chúng ta tràn nước ra. Vả, có tiếng phàn nàn nghe từ Si-ôn rằng: Chúng ta bị hủy phá giường nào, chúng ta bị xấu hổ lắm, vì chúng ta bỏ đất, vì họ đã phá đổ chỗ ở chúng ta. Hỡi các đàn bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tai các ngươi hãy nghe lời miệng Ngài phán. Hãy dạy cho các con gái các ngươi bài ca vãn. Mỗi người hãy dạy cho kẻ lân cận mình khóc than. Vì sự chết đã lên vào cửa sổ chúng ta, đã sấn vào trong cung chúng ta, giết con cái tại ngoài đường và kẻ trai trẻ giữa chợ. Ngươi hãy bảo rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Thay người ta sẽ ngã xuống như phân đổ đồng ruộng và như nắm lúa đổ ra sau lưng con gặt. Chẳng ai sẽ lượm chúng nó lại. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì, tức là Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp và hết thảy những dân cạo tóc màng tang ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Israel chẳng cắt bì trong lòng. Chương 10. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy:
chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy, vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo, rồi lấy bạc vàng mà trang sức, dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước. Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài. Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Hỡi vua các nước, ai chẳng nên sợ Ngài, ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại, sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. Ấy là bạc giác mỏng vẫn đến từ Ta-rê-si và vàng của U-pha nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành. Có vải màu xanh màu tím làm áo, ấy cũng là việc của người thợ khéo. Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Nhưng cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. Các ngươi khá nói cùng họ rằng, những thần này không làm nên các tầng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các tầng trời. Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã dương các tầng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các tầng trời. Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài. Người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình, vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa, đến ngày thâm phạt sẽ bị diệt mất. Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hỡi ngươi là kẻ bị vây, hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất này, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, lần này ta sẽ liện ra dân của đất này, ta sẽ làm khốn chúng nó, cho chúng nó tỉnh biết. Khốn nạn cho tôi vì vết thương tôi, vết tôi là đau đớn, nhưng tôi nói, ấy là sự lo buồn tôi phải chịu. Trại của tôi bị phá hủy, những dây của tôi đều đứt, con cái tôi bỏ tôi, chúng nó không còn nữa. Tôi không có người để dương trại tôi ra và căng màn tôi. Những kẻ chăn chiên đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà chúng nó chẳng được thịnh vượng, và hết thảy những bầy chúng nó bị tan lạc. Này, có tiếng đồn ra, có sự ồn ào lớn đến từ miền phương Bắc, đặng làm cho các thành của Giu-đa nên hoang vu, nên hang chó rừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đổi. Xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng? Xin hãy đổ sự thạnh nộ trên các nước chẳng nhìn biết Ngài, trên các họ hàng chẳng kêu cầu danh Ngài. Vì họ đã nuốt Gia-cốp và còn nuốt nữa, họ diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó thành ra hoang vu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm,
ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.